Xin chào các bạn nha. Chắc chắn các bạn đang nhìn thấy tôi ở một cái khung cảnh rất là tối om đằng sau đây. Đằng sau có thằng em thi thoảng soi cái đèn lấp lánh một tí. Nhưng mà đố các bạn biết tôi đang đi làm gì đây? Nhìn ghê không? Ghê quá. Vâng, giới thiệu với các bạn là hôm nay tôi sẽ đi trải nghiệm đi bắt cá giữa đêm ở suối các bạn nhá. Ở trên quê tôi thì hiện nay vẫn còn khá là nhiều cá. Và khi chúng tôi đi chờ nó lên kiếm ăn vào buổi tối, chúng tôi sẽ dùng cái vợt để chúng tôi đi vớt xem là có được con cá nào không. Bây giờ các bạn cùng chờ một lúc xem tôi bắt cá như nào các bạn nhá. Các bạn ơi, đây là những cái nơi mà tí nữa chúng tôi sẽ tiến hành rình mò xem có con cá nào các bạn nhá. Giờ tôi đang dùng đèn pin để tôi soi đây. Rất là tối các bạn ạ. Bây giờ là tầm 8 giờ tối. Giờ tôi sẽ nhảy qua bên này xem con cá nào không. Bởi vì nghe anh em người ta nói là khu này thường là con cá khá là nhiều. Đây, nước đây các bạn nhá. Đó, dòng suối đang chảy rất là đẹp luôn. Ban ngày mà ở đây chắc chắn là tắm thì mát lắm đây. Đây suối đây các bạn nha. Đó, bây giờ khoảng 8 giờ tối các bạn ạ. Chúng tôi nghĩ là những nơi này một lúc nữa tầm khoảng 8 giờ 8 rưỡi thì cá nó thường ra kiếm ăn ở vào tầm giờ này. Ở đây chúng tôi thường đi bắt thì có cá sứt mũi này và có cá bống. Cá bống nhỏ nhỏ thôi. Nó có thể chỉ bằng đầu đũa hoặc là bằng to lắm là bằng ngón tay cái thôi. Và các bạn cùng chờ xem là chúng tôi có bắt được cá không. Tôi vẫn hy vọng là tối nay chúng tôi sẽ có một bữa cá thật là ngon. Công cụ đây các bạn nhá, bây giờ tôi sẽ đeo cái đèn pin lên đầu. Tôi sẽ sử dụng công cụ này. Tôi sẽ săn mò xem thấy con cá nào không. Chỗ này nước chảy xiết thì khả năng có này. Vừa nhìn thấy cá đây xong. Oh no, không có gì. Chỗ này liệu có không? Ồ, không có gì luôn. Tiếp tục. Cá đâu? Ra đi, ra đi. Vào đây xem nào. Hình như có một con cá vàng rất to. Ủa, cá gì đấy ra? Toàn lá cây. Chỗ này có không ta? Xúc nào. Đâu rồi, ôi vẫn không có, thế là sao ta? Liệu tối nay có bắt được con nào không đây? Ôi đây rồi, vừa nhìn thấy cá chạy đây đúng không? Vừa nhìn thấy cá chạy đây. Không biết là có xúc được con nào không đây? Rồi, tôi sẽ xúc như này thế nào? Rồi, cá tôi nhìn thấy cá chạy vào rồi, rất nhiều luôn các bạn ơi. Đây, 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 cá vừa vào đây. Ôi các bạn ơi, tuyệt vời quá. Con cá rồi các bạn ạ. Đây này. Đây. Tuyệt vời chưa? Ôi rồi, ôi rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ cất nó vào đây. Rồi, được hạn 4 con luôn. Ôi rồi, tuyệt vời quá.
sướng quá. Để tôi đi bắt tiếp xem nào. Chỗ này có không? Lại không có gì luôn. Ai, phát được phát không là sao ta? Vừa nhìn thấy cá chạy đây xong. Rồi, phát này tôi sẽ mạo hiểm hơn, đi vào lội hẳn xuống chỗ nước sâu hơn xem nào. Liệu có bắt được con cá nào to hơn không? Nào, bắt đâu? Bắt cá. Ở nhà bắt đi. Đâu rồi, đâu rồi? Ê, ê, ê. Vào. Thế nào, được con nào không? Chắc chắn là phải con cá. Vừa nhìn thấy cá nhà vào xong. Đây rồi. Đấy, phát này được hẳn hai con. Hai con này chắc là một con cá bố, một con cá mẹ. À nhầm, một con cá con đây. Một con rất là to và một con cực nhỏ luôn. Thôi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ tạm dừng video đấy để tôi đi bắt thêm xem là có được nhiều không đã. Thì là kết quả cuối cùng, nếu mà được nhiều thì sau khi về nhà tôi sẽ quay cho các bạn xem. Ở đây bây giờ chúng tôi lội nước, mang cả máy quay vào sẽ rất nguy hiểm, có khả năng rơi nước rất là cao. Thì nữa, nếu mà bắt được nhiều thì sau khi về nhà rồi tôi sẽ quay cho các bạn xem nhá. Tạm dừng video ở đây đã. Đây thành quả của anh em chúng tôi đây nha. Được vài con thôi, rất là ít các bạn ạ. Suối bây giờ cá nó cũng sắp tuyệt chủng rồi. Anh em chỉ bắt được bằng này chẳng may ra cũng được một đĩa. Đây, cũng khá khá các bạn ạ. Có rất may được cái con này thì trông cũng tương đối khủng. Con này dài được khoảng 15cm. Con này gọi là cá diệp xanh à? Phải không? Con này cá diệp xanh này. Còn những con như thế này gọi là tiếng dao gọi là bèo rung đấy. Cái này chắc là gọi là cá bống. Đấy, mấy con diệp xanh này nhìn nó cũng vui vui một chút. Được cả con ếch nữa này. Con ếch siêu nhỏ luôn. Đây, có cả con cá siêu nhỏ luôn này. Đấy. Rồi, đấy là thành quả tương đối là mỹ mãn của anh em chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ nhóm bếp lên để chuẩn bị chế biến. Xem là anh em chủ nhà sẽ nấu theo kiểu gì các bạn nhé. Đây chúng tôi đang chế biến các bạn nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ dán nó vàng lên. Khá là vàng rồi đấy. Đây bây giờ dán vàng lên có thể ăn luôn các bạn nhá. Tùy sở thích từng người. Chúng ta có thể dán vàng lên ăn luôn cũng được, hoặc là giã ớt này, cũng có thể là nếu mà bạn nào có mẻ thì chúng ta nấu mẻ quá ngon. Hôm nay chúng tôi không chuẩn bị, chưa có mẻ cho nên là có lẽ chúng ta sẽ dành một phần để giã ớt, còn một phần thì nấu măng chua, nó thành dạng nấu chấm dớp nước ấy. Ăn cũng rất là tuyệt vời. Cá suế nó là đặc sản thôi. Ăn cá này đặc biệt là xương các thứ rất là giòn luôn, rất là ngon. Cái số lượng nó rất là ít nhưng mà được cái chất lượng thì không ai chê được, quá tuyệt vời. Đây, cá rán thơm như thế này bạn mèo thèm lắm rồi đấy. Mắt mèo đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng luôn. Có mèo nào mà thèm cá rán đúng không? Tuyệt vời đấy. Đó, bạn mèo xấu hổ chạy luôn. Lại đến lượt bạn mèo con. Và món cá ngon như này không thể thiếu được ớt các bạn nha. Bây giờ có những con diệp xanh rất là to đây. Giờ chúng tôi sẽ cho nó vào bát ớt. Đấy, đây là bát ớt tươi rất là ngon. Ba con thôi nhỉ. Cho ba con để giã ớt, còn lại chúng ta sẽ nấu măng chua.
nó nát. Có một con nó bị hơi nát rồi đấy. Đó, ba con ngon nhất, to nhất luôn. Sẽ làm món măng chua. À xin lỗi, sẽ làm món ớt. Còn chỗ còn lại đây, bây giờ sẽ nướng măng chua nhé. Đây, đây là măng chua nhá. Thì chua luôn các bạn ạ, măng chua là tốt. Cho cái măng chua này vào, nó sẽ làm cho cá của chúng ta bị nát. Còn có cái vị chua ngọt, rất là đậm, rất là ngon các bạn nhé. Ăn thì lấy cái măng chua để ăn tươi đi. Lên thì đã tươi quá. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ nấu sấp sấp như này cho nó sôi một lúc. Sôi khoảng 5 phút là xong. Thêm muối này, mì chính này. Đã ok rồi. Rất dân dã nhưng ngon lắm các bạn. Quên không giới thiệu các bạn là vừa nãy trên đường đi thì chúng tôi có nhặt được cả những loại rau rừng rất là thơm. Rau rừng này không biết là ở dưới xuôi gọi là gì. Ở trên một cây chúng tôi gọi là rau phân cá. Nó thơm lắm, cho vào là một món gia vị luôn. Rất là ngon các bạn nhé. Một số bạn vùng cao chắc bạn biết món rau này. Cho vào nó có vị hơi cay cay và rất là thơm. Chúng ta sẽ nấu thành món cá tổng hợp luôn. Vừa măng vừa cá vừa rau luôn nhé. Đây là sản phẩm cuối cùng các bạn nha. Đã nấu chín rồi. Và đây là món giã ớt này. Và không thể thiếu đi kèm với nó là hai cái chén này các bạn nhé. Và một cái chai như này. Nước nói các bạn ạ. Có thêm tí nước nói thì mới nói được, ăn nó mới ngon. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ chiến đấu đây. Rồi, bây giờ anh em chúng tôi sẽ chiến đấu với cái món đặc sản này các bạn nhé. Và chúng tôi đi ướt hết cả quần này, bây giờ mặc quần đùi đây. Bây giờ mời các bạn nha. Chúc các bạn cũng ngon miệng. Wow, bây giờ lấy bát ớt kia về đi. Thử một miếng cá trước nha. Nào, đây mời các bạn. Quá ngon. Trời ơi. Vị mực bạn không có gì ngon hơn. Và cái món thứ hai kèm theo nó chính là cá giã ớt. Ngon quá, ngon quá. Rồi, chúng tôi sẽ tạm dừng video vào đây các nhá. Bây giờ chúng tôi ăn cơm và uống rượu đã. Mời các bạn nhá. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh nhá. Nhớ đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Xin mời các bạn.